Câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, kính thưa thầy, khi gặp chuyện bất như ý thì bản ngã khởi lên, khi cơn sân nổi lên quá lớn, đôi khi con phải nhẫn nhịn để tránh gây nghiệp. Vậy nhẫn nhịn có phải là một bản ngã khác không ạ? À? Liệu con có mắc vào một bản ngã nào đó nữa không ạ? À? Có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đúng là nhận nhìn vì bản ngã. Nếu cái anh chàng đó là mà anh yếu yếu mà anh nói là mình đánh cực tay rồi, nhưng mà tại vì nó mạnh quá cho nên mình thôi, thì lúc đó là bạn bạn ngã tới tạm thời là chịu thua đó, cái là bạn ngã. Nhưng mà nếu còn cái thứ hai là phản ứng do trí tuệ, là vì thấy cái điều đó bất lợi, không có lợi ích gì, và do thấy rõ, và dù có mình phản ứng gì thì cũng chỉ hại mình thôi, do thấy rõ mà hành động, thì đó là hành động do trí tuệ chứ không phải do bản ngã. Đó, nó có hai cái khác nhau, cho nên nhiều khi nó dễ nhầm lẫn với nhau. Nhưng mà mình phải thấy rõ cái nào là do trí tuệ, hay là cái nào là do sợ hãi, do lo lắng, do gì đó, do tự vệ vì đây gì đó là khác. Còn trường hợp mà trí tuệ là khác. Đó, thành ra cái phản ứng nó vẫn là có vẫn có phản ứng vô ngã, chứ không phải là phản ứng nào cũng là vô ngã. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, kính bạch thầy, Đức Phật dạy rốt ráo là đoạn tận tham sân si, nhưng trên pháp hành, khi tâm sân khởi lên, chỉ nhìn như nó là cho đến khi nó diệt, và việc này cứ lặp đi lặp lại. Vậy thì tham sân si có thể nào đoạn tận trên pháp hành như vậy được hay không ạ? À? Con xin thành kính tri ân thầy. Cái đoạn tầng á, cái đoạn tầng này nó cũng khó hiểu đó. Đoạn tầng là thế này, lúc đầu á thì người ta tưởng là tham sân si á là ta của ta, hay là tự ngã của ta trong đó. Nhưng khi mình quan sát tham sân si đó, khi mình thực sự mà chánh tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà quan sát tham sân si á, thì chị thấy tham sân si sinh diệt, và thấy đó là như một pháp duyên khởi sinh diệt. Thì lúc đó đó, cái thấy đó đó không có tham sân si, thì cái thấy đó giác ngộ chứ không phải tham sân si giác ngộ. Không phải tham sân si hết hay không hết, mà là cái thấy đó đã hoàn toàn rõ biết, không bị đồng hóa cái tham sân si đó là ta của ta, tự ngã của ta, thì lúc đó chính là đoạn tận tham sân si. Đó. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa sư ông, sư ông thường nói là quan sát đời sống bản thân để học bài học. Vậy nếu một người bị bệnh thần kinh hoặc những người bị bệnh đau thì làm sao để học được ạ? Lúc đó thật ra là mình thì mình thấy họ không học được, nhưng mà thật ra đó, chính cái trải nghiệm đó đó, chính cái trải nghiệm đó đó giúp họ học ra bài học, chứ không phải là không. Mới, cho nên đó, cho chính vì cái chỗ đó mới là thấy cái mà tuyệt vời. Nếu mình phân biệt được tướng biết và tánh biết, cái người đó tuy là như vậy thì tướng biết của họ có thể là bị xáo trộn, người đó là thần kinh, tâm thần đó phân liệt á, có nghĩa là về về tướng biết đó, là bị xáo trộn. Tướng biết của thân à, của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý đều bị xáo trộn, nhưng tánh biết thì vẫn thấy hết. Cho nên khi trải qua hết tất cả những cái đó rồi á, có khi người đó giác ngộ không chừng. Dạ, có một câu hỏi là xin thầy giảng về vi diệu pháp. Thầy giảng dễ hiểu, con có nghe các thầy khác nhưng con nghe thì rất khó hiểu ạ. À. Thật ra hồi trước thầy cũng, khi mà thầy còn dạy, thầy dạy ở đây
Hồi đó có một cái khóa 5 năm mà thầy dạy dạy ở đây. Thì thầy có dạy ví dụ Pháp. Và học à, và lúc mà thầy dạy ở bên học viện Vạn Hạnh, mà không phải vào học viện Vạn Hạnh, mà cái lớp đặc biệt của cái viện nghiên cứu Phật học. Thì viện nghiên cứu Phật học lúc đó cái viện Phật học của mình á là chỉ mới ngang cử nhân thôi. Chỉ mới ngang cử nhân thôi, thì chưa sau này mở đại học á, mở thành ra trường đại học. Thì lúc đó mới là có những cái phân khoa khác. Và mới đào tạo lên là thạc sĩ hay là tiến sĩ. Còn hiện cái lúc mà thầy mà dạy á thì mới cử nhân thôi. Thì những người mà họ học cử nhân xong rồi bây giờ họ muốn chuyên về sâu hơn để họ làm cái công việc là dịch tam tạng này kia đó. Cho nên thầy có dạy cái lớp lớp chuyên chuyên đó. Thì thầy cũng có dạy ví dụ Pháp. Tại sao mà thầy dạy ví dụ Pháp là dễ hiểu? Là tại vì khi mà thầy nghiên cứu ví dụ Pháp, thầy cũng có học ví dụ Pháp với ngài Santipatra, là một vị tăng mà rất là nổi tiếng của Tích Lan. Ngài rất là giỏi. Và khi ngài qua đây để hợp tác với ngài Giới Nghiêm, thì lúc đó thầy lúc đó ở chùa Phật Bảo là thầy dạy cho tăng ni, à cho chứ ni tức là tu nữ ở chùa Phật Bảo. Nhưng mà đồng thời là thầy lại học với ngài Santipatra về ví dụ Pháp. Thì sao? Nhưng mà cái cách học của thầy, dù là học kinh học luận gì đó, thì thầy đều luôn là đối chiếu lại với chính mình. Cho nên khi thầy học là không phải chỉ lo mà học thuộc mấy cái từ, mà luôn là đối chiếu thử xem thử sân là sao, sân cái gì, sân như thế nào, thế nào cho tham là thế nào gì đó, ngã mạn là thế nào, là mình luôn rõ biết cái trạng thái thực của những cái tâm đó. Cho nên khi mà thầy mà dạy á, là thầy nói rất cụ thể, do đó người ta dễ hiểu, đơn giản là vậy thôi. Và những cái đó khi mà mình đi quá xa về ngôn ngữ thì nó lại càng đẩy xa, đi xa đi. Nó không có cái thực. Mặc dù khi học là cần phải qua ngôn ngữ, nhưng mà phải bỏ cái ngôn ngữ đó để đổi lấy cái thực, thì mấy cái học đó mới là học chân chính. Còn nếu mà mình chỉ cứ học cho thuộc nhiều chi để mà nói thôi, thì nhiều khi mình không thực biết là mình như thế nào. Ví dụ mình nói tâm tư thiệt là nhiều, nhưng bản thân cái người nói tâm từ đó là chẳng có tâm từ gì cả, vì họ không biết tâm từ là cái gì nữa. Nhưng mà nói trên sách vở thì nói hay lắm, chẳng hạn vậy. Cho nên cái học ví dụ Pháp là phải biết cách học. Sau này á thì thầy hoàn toàn bỏ luôn, bởi vì thầy thấy rằng là tất cả cái giá trị của kinh và luận đều nằm trong chính mỗi người, chứ không phải là cái đó nói đâu trên trời dưới đất, mà những người đi trước ấy, người ta chỉ ra tất cả những cái đó ở trong chính mình, chứ không phải ở đâu khác ấy. Nhưng mà khi người ta đã lập ra thành một cái môn luận ấy, thì trên ngôn ngữ vẫn có nhiều sơ hở, vẫn có nhiều sai lầm, chứ không phải là cái gì mình cũng tin. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật Ngài nói là đừng có vội tin, mà phải đối chiếu với cái thực. Khi đối chiếu với cái thực, thấy rõ được cái tính chất của nó đó, có thực sự đem lại cái lời lạc giác ngộ giải thoát hay không đó, thì lúc đó mình mới tin. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, nóng tính là phản xạ tự nhiên hay là phản ứng của tâm mình ạ? Con thấy đằng sau cơn nóng giận không có thiện hay ác ý à? Cái đó là cũng đúng. Tức là tất cả những cái tâm sở đó, thì tại vì mình phân biệt ra tâm sở này thiện, tâm sở này bất thiện, đó cũng là một sơ hở. Khi mình phân biệt ra đây là thiện, tâm này là bất thiện, tâm sở này là bất thiện, tâm này là thiện, tâm này là bất thiện, đó là một sơ hở. Thật ra đó,
tất cả các tâm sở. Thầy lấy ví dụ như là các gia vị. Thầy lấy ví dụ các tâm sở là các gia vị. Cái thì mặn, cái thì chua, cái thì ngọt, cái thì đây này cái kia đủ thứ hết, các gia vị. Bây giờ cái sai với đúng, xấu với tốt là ở chỗ sử dụng gia vị đó đúng hay sai. Chứ không phải là gia vị đó đúng hay sai. Không thể nói rằng muối mặn nó bỏ đi và liệt vô nó là bất thiện, không phải vậy. Bất thiện là do mình bỏ muối mặn quá cho nên ăn không được, chứ bất thiện đâu phải là do muối. Vậy thì các tâm sở là không có tâm sở nào là thiện hay bất thiện cả. Ví dụ như từ bi quá đi ấy, là hỏng rồi. Lẽ ra cái đứa đó đến một tập tai thì nó sẽ giác ngộ. thì nó sẽ hiểu ra vấn đề hơn. Thì là mình vẫn cứ từ bi để cho nó muốn làm gì làm đó, thì vậy là sao được. Cho nên từ bi quá độ cũng sai đó. Mà sân đúng chỗ là lại tốt. Có một lần có một người Phật tử ở bên Mỹ gọi điện thoại về, cứ nói với thầy cái này, nói với thầy cái kia gì đó, mà thầy cứ giải thích hoài, vẫn cứ nhăn nhăn là nhăn. Còn mà đứng trước mặt thầy đánh mấy tập tay rồi thì khi đó mới chịu im, chứ còn không cứ nói lằng nhằng hoài. mà hiệu quả cái người đó ở sầm hối rồi, thì còn xin nói cho con dân y chùa thầy. Tức là mình tịnh ngồi cho con không, là cứ nói hoài. Vậy thì cái quan trọng là mình sử dụng đúng, chứ không phải là, mà sử dụng đúng tức là có trí tuệ. Cái quan trọng là cái trí tuệ để mà thấy biết là bỏ muối bao nhiêu là vừa. Bỏ đường bao nhiêu là vừa, chứ không phải cứ thấy đường ngọt là cứ bỏ cho nhiều. Còn muối mà người đem dẹp hết trơn, không phải vậy. Cho nên trong đạo Phật, nhớ là cái đạo Phật là tại sao gọi là Phật. Phật có nghĩa là giác, giác có nghĩa là rõ biết, rồi thôi. Con người bây giờ dùng từ tịnh biết cũng hay đó. Tịnh biết là tịnh giác đó. Tịnh biết. Dạ, con nghe nói những người có đôi tay nhỏ là phước rất ngắn. Điều đó có đúng không ạ? À? Cái đó thầy cũng biết xem tướng. Người đó hỏi mấy người xem tướng. Nhưng mà có điều á, có điều thầy thấy như thế này. Nếu mình đừng hiểu chữ giác ngộ là một cái gì quá xa vời, mà là giác ngộ là thấy ra sự thật á, thì bất kỳ người nào ở trong cái sinh nghiệp nào, giàu hay nghèo, hay là học ít hay học nhiều, hay là địa vị cao hay là địa vị thấp, nếu người nào biết tròn vẹn học lại chính mình ấy, thì đều giác ngộ cả. Dù là tay dài hay tay ngắn mà mà biết, mà thấy rõ chính mình ấy, biết rõ chính mình ấy, thì là đều là giác ngộ. Còn nếu không thấy rõ chính mình ấy, thì bị tham sân si lôi cuốc, lôi đi vậy thôi, bị bản ngã lôi đi. Chứ không phải là nói là người này phải là có bao nhiêu tiền mới là giác ngộ được, không phải vậy. Người nghèo cũng giác ngộ, người giàu cũng giác ngộ, người địa vị cao cũng giác ngộ, người địa vị thấp cũng giác ngộ, người bệnh cũng giác ngộ, người mạnh khỏe cũng giác ngộ. Mình là cứ nói là mình chữa bệnh cho lành đừng giác ngộ là sai đó. Ngài Vác Ca Ly, ngài bệnh gần chết, Đức Phật ngài tới nói một cái là ông giác ngộ liền. Mình nhờ bệnh mới nói mới giác ngộ, chứ trước đây mình khỏe chưa chắc nói đã giác ngộ. cho nên cái sinh mệnh của mọi người là bài học giác ngộ của người đó, đừng có tìm đâu sai hết. Còn ở đây có ai hỏi không? Bên này hết câu hỏi. Dạ, có Phật tử hỏi là có nhiều Phật tử rất thích chụp hình với thầy, kể cả thầy thuyết pháp hay là đi đứng. Và Phật tử này nói là vị này cũng vậy. Thì thầy có phiền không ạ? Thì ai làm gì làm chứ thầy đâu biết. Con họ thích chụp thì cho chụp thôi, chứ thầy cũng đâu có sao.
Nhưng mà có một lần như thế này, có một lần thầy kể cái chuyện thầy đi qua Úc, thì cũng chỉ cái chuyến máy bay đó đó, là khi xuống đó, thì thầy là ngơ ngơ thầy đi không, đáng lẽ ra là mình đi đúng nhất đó, là mình ra cái cửa mà mình lấy hành lý đó. Nhưng mà tại vì thầy không có gửi hành lý, cho nên thầy đi ngơ ngơ thầy đi ra trật chỗ thì Phật tử nó rồi đón cái cửa kia, mà lại là thầy là đi ra cửa khác. Thầy nó chờ hoài, sao nó ủa sao Phật tử không tới đón gì hết trơn, mà trong khi Phật tử đón đằng kia. Thì có một người tới gặp thầy, thì mới nói với thầy là ồ đúng rồi, chắc là tại tại nhờ thầy ở đi trên chuyến máy bay này cho nên mẹ con hoàn toàn là bình tĩnh, vì bà mẹ là bị tâm thần, mà đi trên máy bay là sợ lắm, bởi vì là bà la hét hoặc là làm gì lung tung á, mà trong chuyến bay đó là bà ngồi im không có gì hết đó. Thành cái chị đó chị ngạc nhiên quá, chị mới đi ra thì gặp thầy thì nói ồ đúng rồi, chắc là nhờ thầy ngồi trên chuyến máy bay này cho nên bà mẹ bà mới yên như vậy. Thì cũng nhờ cái chị đó đó, thầy mới nói là thầy nói bây giờ thầy đứng đây làm gì, nói thầy đang đợi mấy người ta đến rước. Thì chị mới nói không, đến rước là ở ngoài kia, để lúc đó chị mới dẫn ra cái chỗ ngoài kia, chỗ Phật tử đó. Sau đó đó, khi mà thầy về 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 chỗ rồi á, thì cũng nhờ biết mấy cái người Phật tử đó đó, cho nên chị mới là đi tới gặp thầy tại cái chỗ thầy ở để chị cảm ơn, chị cúng dường rồi chị cảm ơn, nói là nhờ thầy mà mẹ con được đến đây thế kia. Xong rồi chị xin chụp hình, chị xin chụp hình với thầy, thì chị ngồi chụp hình và nói xin lỗi là cái người nước ngoài đó họ mặc đồ thì là họ mặc đồ thì là nạc xếp, rồi nói xin lỗi là mặc áo thì luôn là hở ngực, cho nên khi họ quỳ ngồi một bên á thì chụp cái hình cái là mấy người, mà chị này chị lại đưa lên mạng, đưa lên Facebook của chị á, thì có mấy người dưới là comment là nói tu hành gì mà vậy mà tu tu hành vậy mà cũng đi thuyết pháp đó. thì có vậy mình mới tu chứ không thôi không thôi làm sao tu. Y đằng nô nhâm ti nằng ngôn tu sukita bổn tu nha Y đằng nô nhâm ti nằng ngôn tu sukita bổn tu nha ta yom Y đằng nô nhâm ti nằng ngôn tu sukita bổn tu nha ta yom y đăng va ta mê pun nhang ya va ang mu